các bạn, mình là Quyên. Xin chào các bạn, mình là Luyến. Xin chào các bạn, mình là Phương. Chúng mình đến từ tập thể lớp 7B, trường Trung học cơ sở Tông Cọ. Hôm nay chúng mình rất vui khi được thay mặt cho lớp tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Các bạn thân mến, các bạn có thể biết sách là những tờ giấy có chữ hoặc hình ảnh được in trên những tờ giấy hoặc viết bằng tay, được buộc lại hoặc dán về một phía. Sách còn có thể đọc trên một thiết bị có màn hình phẳng, được gọi là sách điện tử hoặc e-book. Khi bạn gặp một vấn đề khó khăn mà bạn phải đối mặt hoặc sau một ngày lao động áp lực mệt nhọc, thì tâm trạng của bạn sẽ trở nên căng thẳng và dồn nén. Nhưng bạn nghĩ sao về việc tạm gác qua mọi chuyện và bắt đầu bằng cuốn tiểu thuyết hay những câu chuyện ly kỳ và những mẩu chuyện vui hài hước? Hoặc những câu chuyện đời thường về những tấm gương nghèo biết vượt khó vươn lên và thành đạt trong cuộc sống. Đúng vậy, ta có thể thấy được sách có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Sách là người bạn tốt, giúp ta hiểu biết rất nhiều về thế giới bên ngoài, tăng cường khả năng giao tiếp, rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo, rèn luyện năng lực ngôn ngữ, giúp ta sống tốt trong xã hội và làm người. Cùng vì lẽ đó mà hôm nay chúng tớ xin giới thiệu tới các bạn một cuốn sách mà chúng tớ rất yêu thích và tâm đắc. Đó chính là cuốn sách mang tựa đề Tôi tài giỏi bạn cũng thế của doanh nhân nổi tiếng Adam Khu, người Singapore, là cuốn sách bán chạy nhất thế giới, được dịch bởi hai dịch giả là Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi. Do nhà xuất bản Phụ Nữ in và phát hành, được dịch ra hàng chục thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách Tôi tài giỏi bạn cũng thế là thuộc thể loại tâm lý kỹ năng sống, được tác giả lừng danh Adam Khu giới thiệu đến bạn, được đánh giá là cuốn sách không thể thiếu trong mỗi tủ sách của mỗi người, đem lại những bài học bổ ích và giá trị thực tiễn khi áp dụng vào cuộc sống. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần thứ nhất là Tôi tài giỏi bạn cũng thế. Phần thứ hai là Những phương pháp học siêu đẳng. Phần thứ ba là Động lực cá nhân của bạn. Phần thứ tư là Phương pháp thi cử. Nội dung cuốn sách kể về những trải nghiệm, những câu chuyện có thật của chính bản thân Adam Khu. Từ lúc nhỏ, lúc bắt đầu những bài học, anh cảm thấy chán nản và không có tí động lực nào để lắng nghe và tiếp thu. Bước ngoặt của tác giả là khi anh được gia đình cho học một khóa học đặc biệt với cái tên thiếu niên siêu đẳng. Ở đó anh được học trong một ngôi trường hoàn toàn khác biệt so với cách dạy truyền thống trước đó. Cuốn sách giới thiệu cách tư duy giúp thanh thiếu niên thoát khỏi giới hạn của một học sinh dưới quê, nâng mình lên một tầm cao mới với tư tưởng tích cực, mở rộng, hiện đại và toàn diện hơn. Tác giả cung cấp công cụ cho người đọc, giúp người đọc khám phá ra tiềm tàng và phát huy bằng điều kiện tốt nhất. Điểm nhấn cho cuốn sách còn là những phương pháp học thông minh như áp dụng các công thức học bằng cả não bộ, sơ đồ tư duy, phát triển trí nhớ siêu việt, dễ dàng ghi nhớ các sự kiện con số một cách dễ dàng, thành thạo việc quản lý thời gian, xác định mục tiêu. Adam Khu đã cho ta thấy tài giỏi mang lại sự tự tin và hướng dẫn ta cách thức để trở thành người tài giỏi. Tôi tài giỏi bạn cũng thế cũng sẽ giúp ta tìm ra giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề và giúp ta nhận ra cách thức để thành công. Về minh họa, cuốn sách khá bắt mắt, dễ dàng thu hút ánh nhìn của các bạn nhỏ cũng như đối tượng mà tác giả muốn nhắm đến. Về trình bày, cuốn sách không khô khan, chữ toàn chữ mà lồng ghép theo những câu đối thoại và những hình ảnh sinh động, tạo cho bạn đọc cảm giác dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ lâu. Khi đọc cuốn sách này, bạn phải tin vào nó. Đó là cảm xúc thật của tôi khi đọc cuốn sách này. Adam Khu dạy tôi cách quý trọng thời gian của mình. Bạn có tin không? Lần đầu tiên tôi biết thế nào là xác định mục tiêu rõ ràng. Các công trình phương pháp, sơ đồ tư duy với màu sắc, phân loại cao, vân vân, những yếu tố mới mẻ đó cực kỳ thích hợp cho lứa tuổi học sinh đang dần hình thành nhận thức và tư duy, giúp bạn dễ dàng đón nhận những luồng tư tưởng mới. Chính vì vậy, rất nhiều ý kiến khuyên các bậc phụ huynh nên dành tặng cuốn sách này cho con cái để tăng cường khả năng tận dụng não bộ và phát huy tối đa tài năng của con trẻ. Adam Khu đã thành công, và nếu bạn muốn chứng minh cho sự thành công của anh thì tôi xin trích ngang một số thành tích của anh. Tác giả Adam Khu, diễn giả nổi tiếng, đã truyền cảm hứng đến rất nhiều thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Với nỗ lực của bản thân,
Năm 26 tuổi, anh đã trở thành triệu phú và là một trong 25 người giàu nhất trẻ 40 tuổi của Singapore, là tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là chuyên gia đào tạo hàng đầu. Hiện tại, ông đang sở hữu 4 công ty trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, quảng cáo và tổ chức sự kiện, với tổng doanh thu hàng năm lên đến 30 triệu USD. Còn bạn thì sao? Đã thuyết phục bạn được phần nào chưa? Adam Khu đã cho ta thấy không có đứa trẻ nào sinh ra đã yếu kém. Nếu có, hãy check kỹ năng dạy và phương pháp học. Mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng đều có một bộ não như nhau ở xuất phát điểm. Có người học được 7 thứ tiếng, có người lại mẹ ôm ử về tiếng Anh, có người giật hết giải này, giải nọ, còn có người cố gắng vượt qua những kỳ thi cuối kỳ đã là một cực hình. Tác giả nhấn mạnh thành công đến từ nỗ lực của bản thân, từ đường đi, nước bước, không phải trải nghiệm hoa hồng đặt chậm để chào đón. Muốn thành công, phải kiên trì, phải chịu cực, phải biết lắng nghe, phải tiếp thu, có chọn lọc và cuối cùng bạn tự mình đúc kết ra công thức để thành công. Và tất nhiên, điều đó là bạn tự làm, không ai có thể giúp bạn. Trong quá khứ bạn có thể ngu dốt, nhưng ai biết được trong tương lai bạn vẫn sẽ như thế. Trừ trường hợp bản thân bạn dậm chân tại chỗ thì việc chỉ trích ấy cũng không hẳn là sai đâu nhỉ. Hãy tin vào khả năng của chính mình, những niềm tin tích cực vào cuộc sống. Đó là những mảnh ghép để tạo nên sự thành công mà ta mong muốn. Đó là những gì tôi học được ngoài những phương pháp học thông minh. Cuộc đời là chuỗi dài những sai lầm và thất bại. Nhưng có sai lầm thì mới có đúng đắn, có thất bại thì mới có thành công. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Mình tin rằng từ câu chuyện cá nhân của Adam Khu, mỗi chúng ta đều nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành, thay đổi từ bây giờ, kiên định hơn với mục tiêu của mình và nghiêm khắc hơn với bản thân. Đừng lãng phí thời gian của mình. Hãy nhớ rằng thời gian rất công bằng. Nếu chúng ta cố gắng, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Mình hy vọng những ai đang sống hoài, sống phí, không tìm được lối đi riêng cho bản thân, hãy tìm đến cuốn sách này và coi nó như trợ thủ đắc lực trên con đường chinh phục thành công của bạn. Các bạn thân mến, mình mong rằng cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế sẽ đem lại nhiều điều bổ ích cho các bạn. Hãy nhớ rằng muốn thành công thì phải đọc sách và tìm hiểu sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.